Mật tông nói rằng không đàn ông nào chỉ là đàn ông và không đàn bà nào chỉ là đàn bà. Mỗi đàn bà đều là cả đàn bà và đàn ông. Adam có Eva bên trong mình và Eva có Adam bên trong cô ấy. Trong thực tế, không ai chỉ là Adam và cũng không ai chỉ là Eva. Chúng ta là Adam, Eva. Đây là một trong những sáng suốt nhất đã từng được đạt tới. Tâm lý chiều sâu hiện đại đã trở nên nhận biết về điều đó. Họ gọi đó là lưỡng dục. Nhưng trong ít nhất 5.000 năm, Mật Tông đã biết về điều đó, đã thuyết giảng về điều đó. Đó là một trong những phát hiện lớn nhất của thế giới. Vì với hiểu biết này, bạn có thể chuyển vào chiều hướng bên trong của mình. Bằng không thì bạn không thể chuyển hướng vào trong được. Tại sao đàn ông lại yêu đàn bà? Vì anh ta mang người đàn bà trong mình. Bằng không anh ta đã chẳng yêu. Rồi tại sao bạn lại yêu người đàn bà nào đó? Có hàng nghìn đàn bà. Nhưng tại sao bỗng nhiên người đàn bà đó trở thành quan trọng nhất đối với bạn? Dường như mọi đàn bà khác đều biến mất và chỉ còn mỗi người đàn bà đó trên thế giới. Tại sao người đàn ông nào đó lại hấp dẫn bạn? Tại sao ngay từ cái nhìn đầu tiên cái gì đó bỗng nhiên nhoáng lên? Mật Tông nói, bạn đang mang hình ảnh về người đàn bà trong bạn, hình ảnh về người đàn ông trong bạn. Mỗi đàn ông đều mang một đàn bà và mỗi đàn bà đều mang một đàn ông. Khi ai đó bên ngoài khớp với hình ảnh bên trong của bạn thì bạn yêu. Đó là định nghĩa của tình yêu. Bạn không hiểu về việc này, bạn đơn giản nhún vai nói, việc xảy ra vậy. Nhưng quả có cơ chế tinh tế trong đó. Tại sao điều đó đã xảy ra với người đàn bà nào đó? Sao không với người khác? Hình ảnh bên trong của bạn khớp một cách nào đó. Người đàn bà bên ngoài tương tự theo một cách nào đó. Cái gì đó đụng vào hình ảnh bên trong của bạn. Bạn cảm thấy đây là người đàn bà của mình hay đây là người đàn ông của tôi. Cảm giác này chính là điều định nghĩa tình yêu. Nhưng người đàn bà bên ngoài lại không định thỏa mãn vì người đàn bà bên ngoài lại không hoàn toàn khớp với người đàn bà bên trong của bạn. Thực tại không theo cách đó chút nào. Có thể cô ấy khớp một chút, có hấp dẫn, sức hút, nhưng sớm hay muộn nó sẽ phôi phai. Chẳng mấy chốc bạn sẽ nhận ra rằng có cả nghìn lẻ một thứ mà bạn không thích trong người đàn bà này. Sẽ mất chút thời gian để đi tới biết về những điều đó. Trước hết bạn sẽ bị mê tít. Ban đầu tương tự sẽ quá nhiều, nó tràn ngập trong bạn. Nhưng dần dần bạn sẽ thấy rằng có nghìn lẻ một thứ, những vụn vặt đời thường không khớp nhau, rằng các bạn là những người ngoại lai xa lạ. Vâng, bạn vẫn còn yêu cô ấy, nhưng tình yêu không còn mê đắm nữa. Cái nhìn lãng mạn mất dần. Rồi cô ấy cũng nhận ra rằng điều gì đó hấp dẫn trong bạn, nhưng cái toàn bộ của bạn thì không hấp dẫn. Đó là lý do tại sao mỗi người chồng cố gắng thay đổi người vợ và mỗi người vợ cũng nỗ lực thay đổi người chồng. Họ cố gắng làm gì vậy? Tại sao vợ cứ tiếp tục cố gắng thay đổi chồng? Để làm gì? Cô ta đã yêu người đàn ông này, rồi lập tức cô ta bắt đầu tìm cách thay đổi người đàn ông đó sao? Bây giờ cô ta đã nhận ra những dị biệt. Cô ta muốn vứt đi những dị biệt đó. Cô ta muốn cắt bỏ vài mảnh ở người đàn ông để anh ta hoàn toàn khớp với người đàn ông lý tưởng của mình. Và người chồng cũng cố gắng làm như vậy, không khó nhọc, không ương bướng như đàn bà. Bởi vì ông chồng chóng trở nên mệt mỏi, đàn bà hy vọng lâu hơn. Đàn bà nghĩ, hôm nay hay ngày mai hay ngày kia, một ngày nào đó ta sẽ thay đổi được. Phải mất gần 20 đến 25 năm để nhận ra sự việc rằng bạn không thể thay đổi được người khác. Đến độ tuổi 50, khi đàn bà đã qua tuổi mãn kinh, và đàn ông cũng vậy, họ bắt đầu thực sự già, thì họ trở nên tỉnh táo dần dần rằng chẳng có gì thay đổi cả. Họ đã cố gắng vất vả, đã thử đủ mọi cách. Người đàn bà vẫn như vậy và người đàn ông cũng như thế. Chẳng ai có thể thay đổi được ai. Đây là một kinh nghiệm lớn đạt tới, một hiểu biết lớn.